tràng vỗ tay thật lớn được không nào? Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn New Sun Band với tiết mục mở màn vô cùng ấn tượng. Hãy dành cho những nghệ sĩ của chúng ta một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt thưa quý vị. Dạ vâng, xin được trân trọng giới thiệu, xuất hiện trên khu vực sân khấu đó là Á hậu nhí thế giới Hoàng Vân. Bạn sẽ có một nhạc phẩm vô cùng đặc biệt gửi đến tất cả quý vị bà con trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời Hoàng Vân. Xin được chào mừng quý bà con nhân dân Hải Phòng và các bạn nhỏ thân yêu đã đến với chương trình nghệ thuật đường phố ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên cho phép MC Nhí Hoàng Vân xin được gửi đến quý bà con và các bạn nhỏ thân yêu một lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Dạ vâng, chúng ta đang có mặt tại khu vực cột cờ quảng trường nhà hát thành phố trong chương trình nghệ thuật đường phố đặc biệt được chỉ đạo nội dung bởi Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, thực hiện bởi Trung tâm Văn hóa thành phố Hải Phòng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật vô cùng ấn tượng và đặc sắc. Ban tổ chức chương trình hy vọng rằng không gian nghệ thuật ngày hôm nay sẽ đem lại cho quý vị khán giả một buổi tối thật thư giãn và nhiều niềm vui. Trước khi bắt đầu chương trình của chúng ta ngày hôm nay, Hoàng Vân xin được gửi đến quý khán giả và các bạn nhỏ thân yêu một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thanh Thản được mang tên Ký ức học trò. Xin quý vị hãy dành cho Hoàng Vân một tràng pháo tay cổ vũ được không ạ? Dạ vâng quý vị ơi, hay không ạ? Hay thì phải vỗ tay lớn lên đi nào! Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn Hoàng Vân. Lát nữa chúng ta sẽ cùng gặp lại Hoàng Vân với một nhạc phẩm ấn tượng tiếp theo.
Và kính thưa quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện ở trên khu vực sân khấu của nam ca sĩ Gia Huy với hai nhạc phẩm vô cùng ấn tượng được mang tên Dẫu Có Lỗi Lầm và Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ. Chúng ta hãy dành cho nam ca sĩ Gia Huy một tràng vỗ tay nồng nhiệt được không nào? Cảm ơn quý vị. Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép Gia Huy xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý vị đã có mặt tại cột cờ nhà hát lớn trong buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay. Và chúc tất cả quý vị sẽ có buổi tối nghe nhạc thật là vui vẻ bên cạnh gia đình, bạn bè và những người thân yêu của mình. Nói cho em vì sao em bỗng ra đi, hãy nói cho anh những điều từ lâu em dẫu anh có lỗi lầm. Không có em anh sâu xa, anh giữ tan một ngày như đã trôi xa. Giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hứa. Chàng bố tay tiếp theo được không ạ? À? New Sun Band, chúng ta sẽ hát lớn cùng nhau nhé. Sơ có lỗi lầm liệt chưa? Hãy giữ tan một ngày như đã giấc mơ xưa ngày nào còn đâu em hứa. Dẫu tha thứ lỗi lầm, ta vẫn còn bên nhau và bầu trời. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và Gia Huy rất là vinh dự khi mà được gửi đến những món quà rất là nhẹ nhàng và tình cảm cho tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin phép được gửi thêm một sáng tác nữa được không ạ? Một sáng tác của nhạc sĩ Triết Phạm, ca khúc được mang tên Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ. Xin mời tất cả quý vị sẽ cùng lắng nghe.
sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia. Thương em là điều anh không thể ngờ, ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim. Ngần ngại cho sâu yêu thương, anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim anh mãi mong chờ. Là anh cố chấp yêu em, dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ, anh thu mình trong suy tư mùa em. Dù muộn sâu hay thương nhớ anh xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không vương chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Dạ vâng, và đến lời hát thứ hai, chúng ta có thể giơ ánh đèn và lát lên để cho ca khúc này có thể lãng mạn hơn được không ạ? Ngần ngại cho sâu yêu thương, anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên anh nhau. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn một ngôi sao nhỏ bé, làm tim anh mãi mãi mong chờ. Là anh cố chấp yêu em, dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ, anh thu mình trong anh thu mình trong suy tư của em. Dù muộn sâu anh thương nhớ anh xin một mình mang hết. Chỉ mong bờ mi em không cứ chút buồn, và nụ cười em luôn trên bờ môi. Chỉ mong bờ mi em không cứ chút buồn, thêm một lần nữa, Giang Huy và thay mặt cho tất cả những người làm chương trình cùng với New Sun Band xin được gửi đến tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành. Tiếp theo chương trình, Hoàng Vân xin được giới thiệu sự xuất hiện của giọng ca Nhí bước ra từ chương trình The Voice Kids, ca sĩ Nhí Phương Linh. Ngày hôm nay, Phương Linh sẽ mang tới cho chúng ta hai nhạc phẩm vô cùng ấn tượng, tên mang tên Cún Yêu và Vẽ. Xin mời quý vị khán giả cùng thưởng thức và hãy dành những tràng vỗ tay cho ca sĩ Phương Linh của chúng ta nhé. Lần đầu tiên, Phương Linh xin gửi lời chào đến tất cả các vị khán giả, và hôm nay Phương Linh xin kính chúc tất cả các quý vị khán giả có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Xin cảm ơn. We'll be right back.
giả, đó chính là ca khúc Vẽ của Trúc Nhân ạ. Xin mọi người cùng đón nhận. Quý vị thân mến, ngay sau đây chúng ta một lần nữa cùng chào đón sự quay trở lại khu sân khấu của Á Hậu Nhí Thế Giới Hoàng Vân với hai nhạc phẩm vô cùng ấn tượng. Đừng quên dành cho Hoàng Vân một tràng vỗ tay thật nóng nhiệt đi nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Yeah.
Quý vị có thể cho Hoàng Vân một tràng vỗ tay thật lớn được thế nào? Trần Phong, ngày qua lại đau quá. Trần Lâm, dù nhau suy ngặt rào. Nhanh bước, dọn trên đường phố đau. Cô gái, đẹp tính thêm vầy vời. Trần Bước, từ đi đến trong sáng. Trần Bước, vượt qua cuộc đường dài. Anh muốn, từ thân vật khó khăn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bài hát tiếp theo Hoàng Vân sẽ gửi đến quý vị đó chính là bài Không Muốn Một Mình của Vicky Nhung ạ. Xin mời. Một ngày già lại trôi qua. Trong vắng lẻ
cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dạ vâng, thật tuyệt vời đúng không ạ? Cảm ơn Á Hậu Nhí Thế Giới Hoàng Vân với hai nhạc phẩm vô cùng ấn tượng vừa rồi. Sau đây, chúng ta một lần nữa sẽ chào đón sự xuất hiện của các nghệ sĩ đến từ đoàn múa rối Hải Phòng, top nữ đoàn nghệ thuật múa rối Hải Phòng với một tiết mục múa rối được mang tên Xin Chào Việt Nam. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi và thưởng thức ngay sau đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều và cảm ơn các nghệ sĩ múa rối của chúng ta.